Chương 4. Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt có mấy kẻ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỷ dữ bị lầm lạc bởi sự giả hình của các giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Giêsu Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Những lời hư ngụy phàm tục, giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi và tập thành sự tinh kính. Vì sự tập thành thân thể ích lợi chẳng bao lâu, còn như sự tinh kính là ích lợi cho mọi việc. Vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Kìa, là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tin sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi tiên tri, nhân hội trưởng lão, đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc, khuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy, thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu.